Học IELTS để làm gì? Tấm bằng IELTS có ích như thế nào cho cuộc sống của bạn? Tất tần tật những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong video này. Hồi mình còn học cấp 3 thì mình đã thấy những bạn có ý định du học là ríu rít đi học IELTS rồi. Mặc dù hồi đấy thì ý niệm của mình về việc học IELTS nó chưa được rõ ràng lắm, nhưng mà mình đã hiểu ra là muốn đi du học thì ít nhất phải có được cái chứng chỉ IELTS. Thế nên là đa số các bạn đi học IELTS bây giờ hầu như là để đi du học. Thực ra thì nó cũng khá là dễ hiểu đúng không? Muốn đi du học thì ít nhất cũng phải có cái chứng chỉ để người ta biết được rằng là mình hiểu tiếng Anh và mình có thể giao tiếp với người ta bằng tiếng Anh. Theo tìm hiểu của mình thì ở Mỹ, bậc cao đẳng yêu cầu của họ sẽ là IELTS 5.5, còn ở cao học và đại học thì chắc chắn là mức yêu cầu sẽ cao hơn rồi, đạt từ 6.0 đến 6.5. Còn ở Canada, cái đất nước mà ngay sát Mỹ luôn ấy, thì IELTS ở đây lại là một điều bắt buộc với những bạn có ý định di cư hoặc là ý định du học. Còn ở Mỹ thì các bạn có thể có chứng chỉ IELTS này, TOEIC, TOEFL đều được, nhưng ở Canada thì phải là IELTS. Tiêu chuẩn ở Canada thì hơi cao hơn so với ở Mỹ một chút. Theo như mình tìm hiểu thì ở bậc đại học thì họ yêu cầu là IELTS phải trên 6.5 và không kỹ năng nào dưới 6.0. Còn ở bậc cao đẳng thì phải trên 6.0 và không kỹ năng nào được dưới 5.5. Thực ra thì kiến thức của mình về vấn đề du học cũng không có nhiều lắm bởi vì mình đang ở Việt Nam. Nhưng nếu mà các bạn muốn được mình trả lời các câu hỏi nào đấy liên quan đến du học thì cứ comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng tổng hợp để trả lời cho các bạn. Bên cạnh việc đi du học thì cũng có một mục đích nữa mà đa số các bạn hướng tới, đó chính là lợi ích mà các bạn sẽ nhận được khi các bạn đi học cấp 3 hoặc là học đại học. Nếu mà những bạn học cấp 3 mà có chứng chỉ IELTS thì có thể các bạn sẽ không phải tham gia kỳ thi chuyển cấp nữa. Theo như mình tìm hiểu thì một số trường đại học lớn ở Việt Nam như là trường Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Kinh tế Quốc dân và cả Đại học Bách khoa nữa, nếu mà bạn có chứng chỉ IELTS thì bạn sẽ được xét tuyển riêng. Đơn cử là Đại học Ngoại thương đi, thì bạn sẽ được công nhận là sinh viên của trường nếu bạn có IELTS trên 6.5 và một số tiêu chí khác nữa. Nếu mà bạn học trường chuyên thì tổng điểm 3 năm cấp 3 phải trên 8.0, còn nếu là không chuyên thì điểm thi đại học của bạn phải vượt điểm sàn. Tiếp đến sẽ là mục đích thứ 3 của việc học IELTS. Thực ra mục đích này cũng khá là gần so với những bạn muốn học tiếng Anh thôi, là học IELTS để luyện tập cả 4 kỹ năng của bản thân. Nếu mà các bạn muốn ôn luyện IELTS mà không biết phải ôn luyện như thế nào cho đúng quy chuẩn của người nước ngoài thì có thể bắt đầu ôn luyện theo khung chương trình của IELTS. Khi ôn luyện theo chương trình học này thì cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của các bạn sẽ được học một cách đầy đủ và cân bằng nhất. Hơn thế nữa thì các thử thách mà bài thi IELTS đặt ra cho các bạn cũng khá là gần gũi với cuộc sống và giúp các bạn hình dung được một cách chân thực nhất khi mà mình nói chuyện hoặc giao tiếp với người nước ngoài như thế nào. Lợi cuối cùng mà mình kể ra sau đây sẽ dành cho các bạn chuẩn bị ra trường, đó là để đi xin việc. Đây cũng là lý do mà mình học IELTS các bạn ạ. Mình cũng muốn xin việc vào các công ty nước ngoài. Thì như các bạn cũng đã biết rồi đấy, trên trường lớp, báo đài các thứ đều nói rằng tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Và các công ty, các doanh nghiệp nếu muốn giao thương, giao hiệp với các công ty nước ngoài thì việc hiểu tiếng Anh là một điều cực kỳ cần thiết. Vì lý do đó mà nếu mà bạn có chứng chỉ tiếng Anh hoặc là chứng chỉ IELTS thì chắc chắn đó sẽ là một điểm cộng trong CV của bạn. Nếu mà những bạn nào đang xem video mà cũng muốn được làm những công ty nước ngoài như mình á, thì chứng chỉ IELTS đôi khi nó còn là điều bắt buộc. Và làm trong những công ty này sẽ được nhiều tiền hơn đó các bạn ơi. Đó, video này đã hết rồi. Vậy đó, video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn biết thêm về những tiêu chí IELTS trong việc đi xin việc hay là đi du học thì cũng có thể comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời hết cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.